Bóng 999. Hội quán 52. Đánh bài online. VIP game. Với đủ loại trò chơi như tiến lên, sóc đĩa, ba cây, tài xỉu, sâm lốc là các website rất thân thuộc với bất kỳ người mê kép đỏ đen trên mạng nào. Chỉ cần gõ từ khóa đánh bài online, chơi bài đổi thưởng thì ngay lập tức chỉ cần 0,59 giây, Google sẽ cho ra hơn 1 triệu kết quả liên quan tới từ khóa này. Tương tự Facebook hay app Google Play cũng vậy. Tuy nhiên, truy cập vào các trang web này hầu như đều không được cấp phép và không có bất cứ địa chỉ công ty để liên hệ tại Việt Nam. Những trang web này hầu hết đều lấy tên miền nước ngoài như .com, .net và thường đặt máy chủ ở nước ngoài để tránh sự quản lý của các cơ quan chức năng. Có thể kể đến hàng loạt website như bóng999.com, hộiquán52.com, so888.net, đánhbaionline.com, vipgame.com và hàng nghìn website tương tự khác. Người dùng chỉ cần truy cập và tạo một tài khoản trong vài phút là có thể chơi ngay lập tức. Một điểm cũng gây chú ý cho người lần đầu truy cập vào các trang web này đó là thêm công cụ cập nhật người thắng cuộc được làm nổi bật để dẫn dụ người chơi vào trò chơi. Thành công cụ này được cập nhật liên tục tên người chơi và số tiền lớn chiến thắng đã quy đổi thành nhiều hình thức như Bitcoin, xu hay là bạc. Về cách chơi, người dùng phải đăng ký tài khoản và nhiều trang web này ban đầu sẽ tặng tiền ảo để kích thích người chơi. Khi người chơi chơi hết số tiền được tặng, muốn tiếp tục chơi thì bắt buộc phải nạp tiền thông qua việc mua thẻ cào điện thoại hoặc thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Nhiều người chơi cho biết, khi đã chơi, nhiều người nói rằng cho vui, giải trí. Nhưng khi đã nghiện rồi, càng thua càng hăng máu thì có bao nhiêu cũng muốn nạp vào để gỡ gạc. Một hình thức thu hút người chơi và các trang này quảng bá rầm rộ đó là việc đổi thưởng dễ dàng, từ những chiếc thẻ cào điện thoại, thẻ cào game cho đến những mẫu điện thoại đắt đỏ. Chẳng hạn như ở đánhbaionline.com, trang này còn có nguyên một cột đổi thưởng nhấp nháy hút người xem. Trong đó, người chơi có thể quy đổi sang các thẻ cào của Vinaphone, Mobilephone và Viettel. Hay như hoiquan52.com, thậm chí để hút khách, trang này còn cho người dùng quy đổi các vật phẩm là những mẫu điện thoại cao cấp từ Samsung hay là Apple. Ngang nhiên hơn, website bóng999.com còn công khai nhận đây là một sòng bạc trực tuyến. Không chỉ có game mà đây còn là nơi cá cược những trận bóng hay những cuộc đá gà. Ở một số trang khác, hình thức cũng tương tự, cho phép người chơi có thể quy đổi thành các thẻ cào cũng như vật phẩm sau khi đã nạp tiền và đánh bạc ăn tiền. Chính những hình thức quy đổi thưởng này giúp cho các trang web đánh bạc thu hút người chơi và tăng chóng mặt trong thời gian qua. Mới đây, Công an Phú Thọ đã phá được vụ đánh bạc có tổ chức xuyên quốc gia, thu được trên 1.000 tỷ đồng. Số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng khoảng 3,6 triệu USD.